Ốc gì vậy chị? Ốc bu hả? Ốc bu hấp giả. Nghe nói Giáng Tiên làm các thi có bầu sanh ra như ý. Má ơi, quái hết hả? Rồi. Bây giờ á có hai cái cách review, thì đây là ốc bu của cái gốc của Đà Lạt. Ốc bu Đà Lạt. Thì bây giờ em sẽ ăn cái chị ăn cái vỏ. Coi vỏ của ốc bu Đà Lạt nó dày cỡ nào. Đúng không? Nè chị Tiên, em mời chị nè. Chị Tiên. Xin gì? Đúng vậy. Nè. Ủa ăn sao? Ăn nuốt vỏ má. Không phải có cái kim đâm cái gì là cái gì? Nè, kim đâm nè. Trời ơi. Thôi nói cho nó ăn sao được. Để đáng. Nó ăn sao? Ốc bu tao. Rút hai cọng sả ốc nhồi thịt bà ơi. Ở dạ. Chết rồi. Cái này lấy sả thịt ra. Cầm cái sả này kéo ra. Ừ. Ra ăn cục thịt đó chị. Không. Cái này em đưa cái muỗng. Thôi nè, đưa cái muỗng. Cái này em lấy sả rút ra em ăn luôn chứ em không có ăn. Giá bán nhiều cái này. Một dĩa nhiêu vậy em? Dạ, một cái phần như vậy là 45 ngàn. Ừ. 45 ngàn tất cả nó dồn tất cả đồ ăn. 45 ngàn tất cả đồ ăn. 8, 9 con. 7 con. Được 8 con, 8 con. Dễ mà dân. Trời ơi, cái cây nó không ra em ơi. Có dạ. Mùm nó lấy mùm. Kéo cái sả. Này nè má, cái này nè má, má, má. Nó. Chạm vô nhà ăn ăn hả? Ừ. Đồ ăn ta gõ gàng, hỏi là sao nữa. Để nó rớt ra nè má ơi. Muộn hay hơn. Chị ăn xong một con là chị cách đi ăn xong 5 con rồi đó. Trong đó có pha thịt bằm để chồng lên luôn anh. Rồi kêu đem bánh ra liền đi. Người ta đợi kìa. Ngon không chị? Ngon chứ. Đồ người ta cho mà ngon lắm. Dữ rồi đó. Thơm mùi nhang luôn á. Dịu dịu. Ngon quá chị ơi. Ngon không? Dịu. Không khéo tay chứ. Như phải có cái muỗng. Ừ, bớt cái gì lắm á. Anh bán cái này anh dùng cái muỗng. Cái này không có lấy được ra. Thôi đi vô. Đừng ngồi ra mét mét nữa. Để làm đi. Vô ra để nói em gọi xem giải quyết được. Xử lý hoài, ông làm gì xử lý nó. Trời gan quá. Cái gì vậy? Đòi dạ, tiền hả? Dạ không. Mà em kêu là tới chị cách ăn. Không phải. Biết rồi, nó đúng là vậy rồi. Do chị Diễn Tiên nói làm nó không ra. Đó để hả? Cầm vậy chấm rồi ăn luôn đó chị. Rồi bỏ cộng xả. Thích nhai luôn cộng xả cũng được nữa chị. Khó rồi làm em ghét. Chứ cái này em đâu có ăn được. Trời ơi. Cái tê thịt là gì bà cũng hiểu mà. Gì má kìa. Ủa ăn cỏ luôn hả? Ủa gì vậy thế? Chưa no. Mẹ không lấy tiền ăn hết. À vậy á hả? Ừ. Dịu ha. Nó còn ngủ ngủ. Rồi đơn giản đâu. Rồi đơn giản là gì? Trời ơi, lắm trường dùng một con rau luôn kìa trời. Ừ. Trời ơi, vậy bao nhiêu tình không? Ừ. Thơm miếng đi ở. Sa tê gà là cái gì? Giống thấy không? Đúng được. Sa tê gà là cái gì? Nè. Thấy không? Làm gì nè? Đi, mang đi. Cách giải quyết là vậy á. Ừ. Bánh này chiên là lúc cái xả ra.
bánh bèo chén chứ phải bánh bèo chiên. Bánh bèo hả? Bánh bèo chén. Cho chế bánh bèo chén đi. Hai chị em nướng bánh bèo chén. Bữa nay chị ăn bánh bèo hả? Có đường nướng không? Có đường nướng chưa? Đồ nướng gì? Ăn đồ nướng. Nướng gì? Bò nướng á. Đây bò nướng hả? Ủa con có đồ nướng chưa? Họ có đồ nướng chưa? Đồ nướng là cái gì vậy? Đồ nướng à? Xương que ngon lắm. Tôm với lại ba rọi đó chị. Ừ, lấy đem lấy mấy cây. Mỗi thứ hai cây. Ừ. Dạ. Lấy hai cây là đâu? Mỗi thứ hai cây, thì chị ăn cây em ăn cây, chị trả tiền. Yeah. Bao nhiêu vậy? Mình ủng hộ ca trương nè. Hai phần. Ok, cảm ơn em. Chị gọi, cảm ơn em. Ừ. Có ai xin đem bao cho người ta bao này nhỉ? Mình cứ đứng xếp hàng đi để nó biết nó gì chứ. Rồi tới ai ta? Dạ vâng. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Hả? Mấy phần gì ạ? Ok. Phải có ai bỏ bên cái thằng học sinh đó. Dạ vậy. Không. Ok. Rồi đứng đứng xếp hàng giùm cách ly đi. Kem phấn chứ lại có mấy chai dầu thơm à. Trời đi học bị kỳ vậy má. Ủa chưa tới em mà. Học sinh mà giật con quấn chai dầu thơm là gì vậy? Ok, cứ đứng xếp hàng giùm cách ly trên đó nha. Nè, chị chỉ nè. Cái 5 phần cho người ta thêm cái bao này. Thêm bao này, thí dụ ai mà xin thêm bao mình cho bao này cho người ta. Nghe không? Ngon lắm, tiền ăn thử con nữa coi. Bỏ bạn đi, bạn đi. Thấy bạn ngon miệng bạn đi. Không, em ăn review mà ngon thiệt. Ngon khéo, ngon, ui, cái mùi hấp dẫn. Không, con trai cô anh chị dễ thương ha. Ừ. Có đẹp ha. Lấy kim không? Để ý luôn. Vậy. Ý là bà nói tên nút đó hay tên nút đó hả? Đem cho càng kia. Các em đang xanh xanh. Trời ơi, cái đáng xíu bà. Cái này cái gì không bỏ chứ? Cái màu vàng. Trời ơi, bạn chứ. Có cái áo vú luôn á thiệt á. Ôi, chị điêu. Chết già lấy muỗng rồi má ơi, lấy muỗng đi. Bình tuột hết trơn. Tuột hết trơn. Cưng ơi, cưng có muỗng không? Ồ, được hết rồi. Mày làm lọt nè. Ngoài nè. Ồ, được rồi, được rồi. Chị cũng được nữa hả? Ồ. Ông nói một mình cũng có 6 đứa con hả? Cho anh biết. Ông nói nha chế. Hôm nay lần lớn nè. Mạnh quá ha, khỏe chứ. Lấy lợi cho người ta rồi được bao bự cho người ta. Mắt nó dễ thương nha. Cảm ơn. Bố đang nướng hả cơ? Đang nướng. Em nó mừng qua quảng cáo giới thiệu giùm em cho em nó. Mình quảng cáo mình ăn phải cho có tâm chị. Thiệt á. Không có tâm người ta quở mình, ta nói mình không biết cách làm ăn. Đúng không? Giờ dính nhẹ quá. Anh đi. Chị Tiên ơi, em đem lại là chị ăn hết rồi đó. Đưa bả là bả nói làm sạch hết rồi. Ngon á em. Ngon nha, mới được, có giới thiệu với khách đi. Nè chị nè, khách này vô á em giới thiệu đi.
cái gì chế phụ em giới thiệu luôn. Quảng cáo cho người ta biết, cho người ta ngồi chỗ sao ta biết đồ ăn mình bán gì. Em hay quảng cáo gì. Mời mầm nó cái nọ không? Chị dán tiền, hỏi em 180.